mất nhớ trời hết. Trời ơi, lâu không gặp bà quên mình luôn. Ủa mà tự nhiên kêu chị ra đây làm gì vậy? Ủa chị không gà, không có theo dõi kênh của anh Hải hả? Không, không ra chị dưới quê rồi không bị dịch nè, rồi xong chị đi học nữa, không nhớ gì đâu. Bây giờ mình vô việc chính đi, tại vì á anh Hải anh bị công cái gì domino điều khiển hay sao á, bây giờ không biết anh đang đâu nữa. Điều khiển mà, nhưng mà điều khiển ở đâu? Là anh giống như là giống như là bây giờ điều khiển toàn bộ cơ thể của anh Hải luôn á. Xong rồi bây giờ nó bắt anh Hải nhốt đi đâu rồi? Không biết nữa. Bây giờ mình chắc là phải nhà rộng quá, không biết tìm một hai đứa mình tìm được không nữa. Sói đen cũng liên lạc không được mà. Bây giờ là chỉ có liên lạc mà mình một mình chị thôi đó. Trời mới từ dưới quê lên luôn á, không biết gì á, nghĩ mọi người lên rủ đi chơi luôn. Mừng chết bà luôn biết được từ dưới quê lên. Bây giờ làm sao ta? Hay là mình chia đi tìm hay là mình đi tới chung chung đi? Không, không đi chung đi. Nghe mấy cái vụ mà điều khiển này nọ xong bị bắt cóc thì mình sợ quá. Mình đi chung đi mất công tắt lẻ hai đứa, cái tự nhiên hai đứa bị bắt hai bên luôn. Dạ. Chắc ở dưới này không có, mình lên chung đi tìm nha. Mà ông Hải bự con vậy mà ông cũng bị bắt được hả? Đúng rồi. Tại vì con này nó sợ là nó mạnh lắm á. Cái gì vậy? Sao vậy chị? Chị mới thấy gì vậy? Chị mới thấy cái con tóc đỏ. Có lớp con gì vậy? Lúc đó con này có chồng có chị đó đúng không ta? Chị không biết. Không biết con này con đi gì đã quá là thấy con gì nữa vậy? Con mà gì ma hề mà quỷ đói á. Nhưng mà quỷ đói nó ăn cái gì? Mà nó đói. Nó lúc nào nó cũng đói chứ ăn cái gì nó ăn cũng được á. Hôm trước em ăn cơm trắng đúng không với anh Hải? Rồi Hana cũng ăn mà nó cũng nhà loại nữa. Nhưng mà nó có ăn thịt người không? Anh Sơn, em cũng không chắc nữa. Ý là cái lương thực thực phẩm nó tiêu thụ là gì á, là nó tiêu thụ giống như đất đá sỏi hay đồ ăn giống mình hay là có ăn mương mình? Em nghĩ là nó đói nên cái gì nó ăn cũng được á chị ơi. Ủa, con này nó ăn tạp vậy? Đúng rồi, em có xách đồ ăn gì sẵn không? Ý là lỡ là mình quăng đồ ăn ra cái. Anh Hải bây giờ nâng cấp lên là ai cũng có phép thuật hết trơn á, hay là ủa nhưng mà Tiên đâu có phép thuật đâu, Tiên chỉ có. Bây giờ nhào vô đi, có gì em hỗ trợ hả? Không chơi bây giờ Na nhào vô trước đi, còn hỗ trợ được hay không thì tùy Tiên. Đi nha. Đi. Sao em nhìn chỗ vậy? Sao? Ê, đi qua bên kia, đừng qua bên đây. Đi qua bên kia đi, qua người có pháp thuật á. Làm cái gì vậy trời? Ủa khoan, nó đang đói quá hả ta? Hình như nó đang đói, nó mắc xích á, mình nhầm tấn công nó thử đi. Chị Tiên vô. Ê, thôi nó dữ quá. Hình như nó mạnh quá chị ơi. Ê, dạ. Nó có cái gì ở ta vậy? Ê, chị Tiên ăn miếng đá. Ê, gì quá đó. Tóc dài luôn. Cái gì ghê vậy? Đau quá. Chị Tiên nó mạnh, càng ngày càng mạnh lên á. Bây giờ anh chị dùng cái thuật nha. Dùng phép thuật lẹ không? Lẹ mà. Đau thiệt mà. Bây giờ nó kiểu như mình tấn công nó mới tấn công mình á. Này nó cứ dị hoài luôn á. Trời ơi. Em ơi là em. Cho nó dừng tính lại á. Hay là bây giờ nhắm mắt á. Vậy đó diện với con quỷ. Chị nhắm mắt. Xong cái em chửi như bên này, chị có thể làm mình tấn công thẳng luôn. 1, 2, 3 chút. Mình có sức, có hiệu quả. Có hiệu quả. Mày yếu lắm luôn á, như là anh có nhận nhiều điểm không? 1, 2, 3. Mình đi càng xa đó chị. Mới xa thôi. Mà mệt quá. Thôi này mệt quá. Giờ thiếu mọi người ơi. Già rồi. Thôi. Bây giờ chị nghĩ tập về đường rồi đó, không tập thêm được nữa đâu. Không, mà bây giờ anh quay phim, anh là người bình thường, anh mới văn có vậy giờ chưa có gì hứng gì chưa á, còn con quỷ đó làm sao? Mình thoải mái đó hả? Nhưng mà tập nhiều quá mà còn hết sức đánh với con quỷ thì thôi. Bây giờ mình ngồi nghỉ xíu rồi mình chửi mình nhau. Còn nghỉ xíu đi em. Ông có cho anh quay phim còn nghỉ đâu anh. Chị hai bên nha. Đến 1, 2, 3. Chị. Được vậy. Ủa? Hai
chim ơi. Sao vậy chị? Trời ơi, trời ơi. Cái gì vậy? Đưa cái thứ gì ra trời.